Xin chào tất cả các bác nhé, xin chào tất cả khách hàng của HTX Giao Phúc Sen. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 8, ngày cuối tuần ngày hôm nay thì em sẽ mang đến cho tất cả các khách hàng của bên em với mức giá cực kỳ rẻ và những cái mã hàng mà em đang sale tại đây nha mọi người ơi. Giá chỉ có từ 129 đến 159.000 trên một sản phẩm thôi. Thì bây giờ em sẽ chi tiết để các bác mình có thể đặt hàng, có thể tham khảo và có thể đặt hàng nhé. Nó sẽ có dao chặt gà, dao thái, dao lọc xìu và dao đi rừng nhé mọi người. Em đi qua nhanh thôi nhé mọi người, đặt mã nào thì nhắn em nhé, ok ạ. Đây nha mọi người ơi, đây sẽ là sản phẩm có mức giá là 129.000 này. Đây là một con dao thái mũi vát nha mọi người ơi. Đó, mã dao thái mũi vát này. Tiếp theo con này thì cũng là một mã dao thái. Mũi của nó hơi cụp này, mã này nó sẽ có hoa văn một mặt như thế này. Con này thì đang có giá là 129.000. Và bản này là bản khâu đồng này, nó cũng có hoa văn một mặt nhá. Gỗ cẩm chỉ, nó không phải hàng lỗi gì đâu mọi người nhá. Này, 129. Tiếp theo bản này, bản này thì nó cũng kiểu dáng vát nhưng mà nó sẽ vắt nhẹ hơn, cũng đang có giá là 129 nhá. Các bác mà ưng mã nào thì mọi người chụp lại cho em nhá. Con này cũng là một mã dao thái ạ, dao thái lọc, là thái mũi vát, 129.000. Tiếp theo em còn có thêm cái sản phẩm này nữa. Đó, cũng 129 nhá. Cán này rất là đẹp luôn mọi người nhìn này. Đó, cán cực kỳ ok ạ. Tiếp theo là mã này nhá. Con này cũng là mã dao lọc thái mũi vát này, có thể lọc được nhá. Con này cũng đang có giá 129. Bản này thì cũng giống như con lúc nãy luôn mọi người nhá. Nó cũng giống, hai con này nó giống nhau này. Đó, đều có giá 129, nó khác nhau về cái màu cán thôi. Nó khác nhau về màu cán thôi mọi người nhá. Tiếp theo đây cũng là một mã dao thái mà bản dài này, bác nào thích bản dài mọi người lấy con này. Với mức giá 129 mọi người nhìn nhá, cán nó không lỗi và lưỡi nó không lỗi nhá. Nhiều bác mình thắc mắc là giá rẻ như thế thì sợ nó bị lỗi như này lỗi như kia, thì không phải nữa nhá. Đây là cái mã nó bị sai kích thước thôi. Đấy, con này là cũng là một mã dao thái rất là đẹp này mọi người này. Mũi vát như này nhá, mức giá 129k. Đó. Tiếp theo là bản này, nó là một bản vừa mọi người ạ. Các bác ơi, con này mọi người chặt nhẹ được nhá, với cả là thái được. Giá 129. Tiếp theo dàn bên này nó sẽ có giá là 159.000. Có một mã dao lọc nhá. Lọc này thì thật ra thì nó không phải quá nhọn quá mọi người ạ. Nó thuộc cái dòng đế ba ấy, lọc được và thái được. 159 nhá. Cầm dọc hay cầm ngang. Tiếp theo có ba sản phẩm này là ba sản phẩm thép trắng không gỉ các bác nhá. Đầu tiên là mã bản to dài như này. Đấy, con này khá là dài, 159.000. Đó, 159 nhá mọi người nhá. Chuyên thái. Còn con này là lọc thái này, cũng 159 nhá, lọc thái. Còn bản này là bản dao bầu lọc, 159 luôn. Thường thường còn giá gốc của mấy cái này nó phải rơi khoảng hơn 300, nhưng mà đang sale mọi người còn 159. Còn đây sẽ là hai mã dao chặt nhỏ. Con này là thuộc dáng dao tông ý mọi người ơi. Con này chặt gà được với cả thái được đấy các bác ạ. 159.000. Con này cũng là cái bản mà có thể chặt nhẹ và thái. Nói chung là chặt nhẹ cũng như là mọi người chỉ chặt gà được thôi. Tại vì bản này bản nhỏ ấy, mọi người chặt gà và thái được nhá. 159.000. Tiếp theo ở bên này nhá, lên trên này chắc. Tiếp theo đây cũng là một mã dao chặt nhá mọi người ơi. Cũng như là độ dày này mọi người chặt gà được này. Nhưng mà bản này sẽ là bản nhẹ để các bác mình có thể dùng để chặt gà và thái. 159. Tất cả những cái dòng này là các bác ạ, nó đều nặng khoảng 4 lạng rưỡi đến 5 lạng thôi. Để các bác chặt gà và thái thôi. Đấy, bản này cũng thế, 2 ly là các bác chặt gà được với cả thái thôi, chỉ chặt gà và thái nhá. Đấy, con này cũng vậy này, bác nào mà lấy này, con này cầm khá là đầm tay này. Cán nó không lỗi lầm gì này, cán màu cam rất là đẹp luôn mọi người nhá. Cực kỳ đẹp. Đấy, bản này thì hai cái con này nó sẽ là kiểu mũi vát này. Đó, kiểu mũi vát rồi. Con này cũng đầm tay, 159 nhá. Đây các bác nhìn vân gỗ này. 159. Tiếp theo con này cũng là dòng chặt thái. Con này đang được mức giá tốt hơn đấy, 129.000. 129k mà các 129. Tiếp theo đây sẽ là cái bản vuông. Bác nào mà không thích hoa văn, thích một con chặt gà với thái, bản này thì mọi người lấy con này, 159. Bản này là bản khá là rộng. Sale cho các bác còn 199.000. Nó là thuộc dáng dao chặt gà bản 10 ấy. Đấy, con này là hàng ok nhá. Nhưng mà gỗ nó không được đẹp này. Ví dụ bên này nhá, bên này màu đen nhưng mà bên này nó lại màu vàng. Nó không được đều màu lắm, sale luôn 199k. Đấy, bản này cũng là một mã các bác có thể chặt gà được này, và thái được này, 2 ly. Rất là nhỏ xinh thôi, 159. Con này cũng vậy này. Các bác ưng mã nào chụp ảnh lại cho em nhá. Bản này là 199, nó thuộc dáng dao chặt gà. Ôi, con này vân nó ok này.
Tiếp theo hai con này nó sẽ là hai kiểu dáng bản vuông nhé mọi người nhá. Hai kiểu dáng bản vuông. Chặt gà con này là 129 này các bác ơi. 129 chặt gà và thái nhá, nó nhẹ thôi, những cái dòng này ấy, nó bị sai kích thước nhưng mà có nghĩa là các bác vẫn có thể dùng để chặt gà được và thái được ấy. Nhưng mà nó nhẹ thôi, nó khoảng 4 lạng rưỡi đến 5 lạng. Đối với bác nào mà thích những cái dáng nhỏ nhỏ thì mọi người nhẹ nhẹ mọi người lấy cái dàn này. Mà này cũng thế, 159 nhá. Đây, ở đây em sẽ có một cái mã dao ly rừng chuyên để chặt gỗ, chặt tre, chặt củi cứng cho tất cả các bác này. Con này là lưỡi của nó là lưỡi 25-26, dày 5 ly, còn là chắn như thế này, còn là chắn đồng. Đấy, con này các bác có thể chặt được gỗ, tre, củi cứng này. Các bác có thể chặt được sườn, chặt được gà, có thể chặt dừa nhá. Đấy, bản này đang có sẽ sale cho mọi người trên clip ngày hôm nay đang có giá là 350 nghìn. Và tiếp theo em có hai mã dìu sale cho mọi người với mức giá là 360 nghìn. Hai cái lưỡi dìu như này nhá mọi người nhá. Đó, bản này để các bác chặt nhẹ này, hay đi để picnic này. Đó, cán gỗ tần bì cho em. Con này nó sẽ đồng tay hơn này mọi người này. Đấy, có chốt rất là chắc chắn nhé. Con này đồng tay hơn nhá mọi người nhá, 360. Đấy, con này thì nó nhẹ hơn. Riêng cái sản phẩm này là 350 em sẽ bao ship. Còn tất cả các mã hiện tại em sale 129 và 159 ấy, thì phí ship nó sẽ đồng giá là 30.000 một con. Kể cả các bác mua một con thì cũng phí ship là 30.000. Và 10 con thì phí ship cũng 30.000 các bác nhá. Ok, clip này em sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã xem clip của em nhá. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và mong là mọi người sẽ mua được những mã hàng sale mà các bác đã lựa chọn. Thank you các bác.